Giờ Văn Học Nghệ Thuật hôm nay Bạch Ngọc giới thiệu đến quý vị bài viết của Luân Hoán, Nghe từ Công Phụng Tỏ Tình. Có những nét tương đồng từ sự lộng lẫy thanh tú của nhan sắc đến cái dịu dàng mang mát lạnh của tính chất. Đã hàng ngàn năm qua, hai đối tượng này vốn là đầu nguồn của nhiều dòng sáng tác. Nhiều nhạc sĩ, thi sĩ, thậm chí đến cả văn sĩ, họa sĩ đã từng vịnh vào mùa thu hoặc vịnh vào một bóng hồng để đẩy những suy tưởng lẫn nhớ nhung của mình thoát xác thành những hình ảnh mới. Nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng không đi lệch con đường có sẵn này. Nhưng với ông, trong ca khúc Bài Cho Em, ranh giới giữa mỹ nhân và mùa thu chợt được xóa nhòa để nhường chỗ cho tình yêu và nỗi nhớ quấn quýt bên chân những nốt nhạc tha thiết, trôi nổi, vang xa, mong tìm lại một thời hoa bướm có đủ vui buồn. Tất cả dành cho em, gửi về em, mênh mang như một dòng sông. Chúng ta hãy cùng Từ Công Phụng dựa tình lên dòng sông và để lòng trôi cùng âm nhạc. Chiều nay ngồi viết riêng cho em bài hát êm đềm trôi theo từng tiếng tơ mềm. Nhờ mây gửi đến riêng cho em ngàn lời yêu thương trôi trên nụ cười phong kiến. Mùa thu chợt đến trong cô đơn, buồn bay lên mơ lấp khung trời chiều lạnh lùng. Trời còn gọi tiếng mưa đêm nay, mưa ơi đừng làm buồn mắt em thơ ngây. Mưa bay buồn giăng mắt khung trời, người tìm về trên đó để nhìn làn môi thắm. Cớ sao em còn buồn để mùa thu đến rồi đi? Dòng sông nào vắng xa chưa em, dù em hồng tuổi thơ ngày, để một lần chút u buồn. Hồn vương ngàn tiếng tơ vương em, dù em bằng lời ca đêm, dù lên tuổi buồn em. Dòng sông rồi vắng xa thôi em, đời trôi theo ngày tháng mang nhiều kỷ niệm buồn. Thời thơ còn có mơ không em, hay trôi miệt mài
ngày tháng trong cô liêu. Khi yêu, chúng ta thường mất đi ý niệm về thời gian, hoặc ngược lại, từng giờ, từng khắc có thể gói gọn được rất nhiều kỷ niệm. Ở ca khúc Bây giờ tháng mấy, nhạc sĩ Từ Công Phụng có lẽ có cả hai trạng thái khác nhau này. Trong ca khúc, ông có ít nhất ba lần lên tiếng hỏi người yêu mình về một cái mốc thời gian, không cần phân định là đang yêu nhau, đang gần nhau hay sắp sửa có một cuộc chia xa. Hỏi cho có hỏi vậy thôi. Cái vẩn vơ thật thi sĩ của Từ Công Phụng chỉ là cái bàn đạp để ông vẽ lại nỗi nhớ thương cùng những nét đẹp độc đáo, tiêu biểu của người yêu mình. Em hờn dỗi đủ để cho anh phải đi tìm một loài hoa. Mắt em đẹp đủ cho anh thấy cả mùa xuân. Và ngay trong cái lạnh lẽo của mùa đông, tâm hồn những người yêu nhau cũng không lẻ loi. Cái thời gian Từ Công Phụng muốn hỏi, hay đúng hơn là muốn nhắc tới, chính là cái tình. Một thời ông đã cùng ấm áp bên một người, để có cơ hội mở ra một dòng tình ca rất gần với sự thưởng ngoạn của đại chúng. Du Tử Lê khi xác nhận, khi minh định vị trí của người phụ nữ bên cạnh cuộc đời mình, nhạc sĩ Từ Công Phụng đã biến những lời thơ của Lê Cử Phách thành những dòng nhạc chân thành, tha thiết. Cảm tạ ơn em không phải là một thỏa thuận riêng rẽ giữa nhạc sĩ và thi sĩ, mà còn là sự đồng thuận của đám đông, của chúng ta khi lắng nghe.
giữ đời cho nhau như một lời dặn dò, một lời nhắc nhở đơn giản nhưng chân tình. Một hơi thở thoáng ấm chỗ nằm, một vóc áo hờ hững bất ngờ đã có thể là một sự ban ơn cho chúng ta. Nếu tình cờ chúng ta được hạnh phúc, biết rung cảm, biết nắm bắt, dù một thoáng, chỉ một thoáng thôi. Hãy nghe Du Tử Lê và Từ Công Phụng nói hộ những gì đã lâu chúng ta muốn nói mà nói chưa thành lời, chưa công khai. Đời ta trôi ơn em dáng mong mưa vời theo ta lên núi về đồi yêu thương, tạ ơn em, tạ ơn em. Ơn em ngược ngại mỗi chồng cho ta cỏ mặn trăm lần lá hoa, ơn em hơi thoáng chỗ nằm dấu quanh nỗi buồn một nơi, tạ ơn em, tạ ơn. Sâu nhỏ bỏ qua giấc mùi, ơn em hồn sớm ngậm ngùi kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau, tạ ơn em, tạ ơn em, tạ ơn. Trong cuộc sống, gần như không có gì vĩnh cửu. Riêng tình yêu, sự đánh giá cũng chẳng bao giờ giống nhau. Nhạc sĩ Từ Công Phụng với một cảm hứng tìm thấy, ghi lại đã phơi bày phần nào sự bi quan của ông. Những không vui này được lồng trong những nhận định không xa lạ và phản phất những nét triết lý vốn đã có. Đã sống, tất phải chết. Đã hợp, ắt sẽ tan. Cuộc tình tuyệt vời đến đâu cũng sẽ kết thúc. Tất cả chỉ tùy thuộc vào sự phôi pha của tháng năm. Lặp lại và diễn đạt ý tưởng này bằng âm nhạc không phải là một việc dễ dàng. Nhưng Từ Công Phụng, không những chỉ làm được việc này, ông còn chứng tỏ được khả năng sử dụng ngôn ngữ rất thơ. Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau. Không bí hiểm, không xa lạ, nhưng không phải ai cũng dùng được những động từ đắc ý, giàu hình ảnh như họ Từ. Như một que diêm là một ca khúc đã có khoảng cách khá xa với những thể loại phổ thông. Một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa,
vội pha những điều ngon theo vết môi cười tàn tạ. Thôi cũng đành một kiếp phong ba, lệ tình cũng xa, xuống đời ta những nguôi ngoai, rồi người cũng xa, cũng xa ta, cũng xa ta, theo dòng nghiệt ngã. Vì lời em sớm buồn gì, cùng một lần gian dối. Tình anh sớm muộn gì, cũng đưa vào tâm tôi. Đời anh sớm buồn gì, đời em sớm buồn gì, tình ta sớm buồn gì, cũng hấp hối rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau những men nồng tình sâu. Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng những đêm sâu những canh thơ, nghe nước mắt nặng giọt sâu. Cũng đành một kiếp dòng dèo một lần hóa thân cuốn về phòng kín tim ta, một đời trói chân những đam mê những ngô nghi với người tình nhân. Nhạc sĩ Văn Cao từng thú thật đã yêu mùa thu rất đậm đà, vượt trên ba mùa còn lại của đất trời. Một nhạc sĩ khác, Đoàn Chuẩn, cũng rất hết lòng với mùa thu. Từ Công Phụng chẳng thua gì những người viết nhạc có tuổi đời cao hơn. Ông đã dành cho mùa thu nhiều ca khúc. Chúng ta thử nghe Mùa Thu Mây Ngàn của tác giả. Buồn vương trên mây, trên tóc mỹ nhân, mưa bay vừa ướt áo, vừa đủ cho một con phố chợt chào những đôi vai, những gót chân. Tất cả những hình ảnh đó không có gì mới, nhưng qua từng ký âm của Từ Công Phụng, chúng ta hẳn sẽ thấy được ông cho những cảnh sắc, những hình vóc ướt lệ muôn đời đó thở và sống như thế nào. Em nhìn sao qua
trong những yếu tố quan trọng trong chức năng làm trưởng thành một sáng tác, dựa vào mùa thu để làm giàu thêm gia tài âm nhạc của mình. Từ Không Phụng đã rất thành công trong việc dùng hình ảnh để nói lên tâm cảm của mình. Nội dung ca khúc vẫn không ngoài tình yêu, nhưng tình yêu sẽ có thể được mới ra, được thi vị hơn với một người thon tay và có trình độ diễn đạt đã được đánh giá cao như Từ Công Phụng. Hãy lắng nghe như ngọn buồn rơi thánh thót qua dòng nhạc Từ Công Phụng. Vẫn long lanh những giọt bi quan về nhân sinh, về tình yêu, nhưng cái buồn của tác giả, của những người đồng điệu với ông, vẫn đứng cách xa với vực thẳm bi thảm. Chúng ta có cảm tưởng như tác giả biết buồn để làm tăng thêm sự đậm đà của tình yêu. Cuộc đời vô vọng, và em đã đi qua đời tôi, nhưng những dấu vết cuộc tình để lại luôn luôn cần thiết cho một cuộc sống đầy đủ thi vị.
nó sẽ bất tử như đôi mắt em. Đôi mắt chúng ta cùng biết nhớ nhung. Thường dĩ vãng như nhà thơ Hoài Khanh. Từ Khúc Phụng ngồi xuống và khẩn khoản mời người yêu ngồi bên cạnh mình để nghe mùa xuân tình tự. Mùa xuân, mùa của hy vọng, của đổi mới, chẳng ở đâu xa, nó nằm giữa đất trời và ở ngay trong lòng những người biết yêu nhau, đang yêu nhau. Hoa lá cỏ cây là tiếng nói của mùa xuân đang tình tự. Âm nhạc là tiếng thở, giải bài tâm sự của người nhạc sĩ biết yêu. Chúng ta hãy thử nghe trong thời khắc tuyệt vời của đất trời, người nhạc sĩ nói những gì với người yêu của mình. Biết đâu chính mỗi chúng ta lại là một người yêu của nhạc sĩ. Thank you.
khơi anh ngồi đây với anh trong cuộc đời này. Nghe thời gian lướt qua mùa xuân khẽ sang, dường như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng. Tay này tay nắm tay nhìn nhau đắm say như chưa bao giờ. Nghe trường trong mắt nâu hồn anh đã tan. Thay mùa xuân ngọt ngào khôn yên đường đôi ta. Đã qua đi ngày tháng của mỗi sầu nhớ tình người buồn thay. Em chút giọt lệ ấm khóc mừng một ngày hạnh phúc miên man. Qua ngày buồn đã qua vì đã có ta trong cuộc đời này. Em ngồi đây với anh cùng nhau lắng nghe dòng sông đang không chỉ trong vắt những khúc nhạc tình. Em lại đây với anh ngồi đây với anh trong cuộc đời này. Bên ngàn chim hót ca này em có nghe mùa xuân đang mơ thoáng trong mắt tình người mênh mang. Tuổi xa người là một ca khúc mang nhiều tính chất bi quan của Từ Công Phụng. Sự hoài nghi làm cho ông cảm thấy lạc loài. Tình yêu là điểm tựa tối cần cho đời người. Xa vắng nó, sự cô đơn tức khắc vây bủa khắp nơi. Lòng người sẽ tê lạnh, dù đâu đây vẫn như nghe còn có người gọi tên. Nỗi buồn đi từ rộng lớn đến góc độ hẹp nhất, như từng chân tóc mà vẫn có thể nhận ra sự hiện hữu vô cùng của nó. Nỗi buồn không những phá phách vô tư trên dung nhan của tuổi thơ mong manh, mà còn để dấu chân hằn sâu qua từng chặng đời. Mỗi ngày chúng ta thầm trừ đi một khoảnh khắc cuộc sống của mình. Khoảnh khắc quý giá nhất vẫn là tuổi thanh xuân. Khi tuổi trẻ bỏ xa người mỗi ngày một nhiều, chúng ta chắc sẽ không giữ nguyên vẹn mọi ước muốn ngoài một nỗi buồn. Hiểu như vậy, chúng ta hẳn thông cảm được với tác giả, và sự bi quan của ông cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đàn tay dìu nhau trên lối đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc đưa em vào ngày tháng vô về. Kể từ em đêm cô đơn mong vắng khi em mang nụ cười khỏi đời. Từng chiều rơi nghe như lòng mình tê tái, ngỡ như đời còn
tên nhau. Ngày đó khi một lần tiếng hát đồng lúa đưa em vào vùng trời lấp lánh bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt nước chiều mê. Em xa dần ngàn đời hoang vắng, tôi đi về buồn chưng kẽ tóc, bước chân này còn tròn kiếp hoang vu. Con sóng tình vỗ mãi một âm quen, hay con sóng tình vỗ mãi một âm quên? Cả hai chữ cuối cùng, quen hay quên, đều có cái hay riêng của nó. Vượt qua tất cả những biến động bên mình, để vỗ lại, hát lại một âm điệu quen thuộc, một âm điệu xưa cũ đầy dấu yêu quả thật chân tình. Cũng gạt bỏ mọi chuyện để nhắc nhở lại một âm điệu đã quên từ lâu. Này bất ngờ có cơ hội nhắc lại, lặp lại, vỗ lại, như một thức tỉnh không phải thiếu thi vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Trên Ngọn Tình Sầu và tự chọn cho mình một chữ thích hợp trong ca khúc mà có nhiều bản viết không thống nhất. Hai chữ, quen hay quên? Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi, từ những ngày con nước về, ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng bầy sẽ cứu hôm hèm, chiều mai sáng rêu xanh, trời êm cao chân nhỏ cũng không về, trên dòng sông tội lỗi. Thuở tình hôn người, ngày nắng hạ khi không mà chờ rét, giọt nắng vàng lung linh màu lạnh ngắt, sao khi không người ngoảnh mặt kiều xa. Chiều qua đó chân ai còn dịu dưới đầm thưa, lời ai dư như mơ cho trời xuống thật gần. Người trông ngóng hương đưa mùi mái tóc đêm mưa, nhẹ theo lá oan khiên là thà mãi hiền người. Bye.
mái hiên người. Trên ngày tháng đã qua, như một khoang nghỉ ca để chuẩn bị cho sự lạc quan, nhạc sĩ Từ Không Phụng đưa ra những giọt lệ của những cuộc tình không trọn vẹn. Đây chính là phó bản thường có của cuộc đời thường. Niềm tin lẫn âm nhạc sẽ là những cứu cánh. Người nhạc sĩ đã cổ võ một cách tích cực, rút từ vốn sống của ông. Cuộc sống trở nên xinh xắn hơn, đậm đà hơn nếu đời người có những lần được thất tình. Một số thiên nhạc sĩ và những người sinh hoạt văn nghệ khác thường mong mỏi cho mình gặp được những cảnh ngộ thấm thía như thế. Nhạc sĩ Từ Không Phụng được bao nhiêu lần khóc vì người yêu? Có thể có, và cũng có thể không.
nhưng ông vẫn viết nên những ca khúc đau lòng. Vì nhiều người, vì chính chúng ta có thói quen tâm đắc với chuyện tan vỡ, giọt lệ trăng ngàn sao có lẽ sẽ còn được nhiều thế hệ sau tiếp tục cho chảy mãi. Quý vị,
Nội dung của một bài thơ, nội dung của một ca khúc có giá trị thật sự, vốn không cần phải minh họa, không cần phải phụ diễn hoặc là ăn ké vài lời đẩy đưa. Nhạc của Từ Không Phụng nói chung hay ca khúc Kiếp Giả Tràng nói riêng có sức sống mạnh mẽ trong giới thưởng ngoạn. Nghe những lời ba hoa bên lề ca khúc, không thể nào tịnh tâm đi cùng âm thanh mà nhạc sĩ Từ Không Phụng đã đem lại cho chúng ta. Lời giới thiệu lúc nào cũng đứng khiêm nhường, trong cái duyên phải có rất khiêm nhường của nó. Xin hãy nghe Từ Không Phụng quan niệm về cuộc đời qua ca khúc Kiếp Giả Tràng. Đem
đời sẽ tơ duyên. Trên bãi cát vàng hão huyền, chợt nghe lớp sóng xô lên, đời mình nhiều cay đắng. Cuộc tình trên tháng ngày muộn phiền, còn in vết hằn đời mình. Người ơi hãy dù hôm ta ngủ quên, người ơi hãy dù hôm ta. Trong một khoảnh khắc buồn bất chợt, Từ Công Phụng chợt nhận ra đời bỗng phù du, và trên lưng của tháng ngày, có thể ông đã soi vào quá khứ lẫn tương lai để kịp thấy mình là người mộng du. Rồi buồn chán lẫn sợ hãi, ông nhìn chung quanh không gặp một cú rỗi nào, mà chỉ tìm thấy một loài cỏ dại buồn tên an phận với cuộc đời chênh vênh thầm lặng. Ám ảnh bởi sự sinh tồn mỏng mảnh của đời người, Từ Công Phụng không thấy được sự thông dong của cỏ cây. Trong liên tưởng, ông nhận ra sự đồng cảnh với mình bởi những đam mê thường dẫn đến chia ly, những cố gắng vươn sống cũng trở thành công giả tràng. Thì thảm hơn, ông còn chợt nhận ra mình là một dòng sông cạn, mệt nhoài bởi những nghiệt ngã của cuộc tình, những nghiệt ngã của cuộc đời. Rất may, trong những giây phút ngã lòng đó, người nhạc sĩ kịp nhận ra cái phù du cũng chính là cái thiên thu của lẽ sống còn, và không thể làm gì khác hơn là ký thác lòng mình, ký thác tình mình vào âm nhạc. Cuộc đời bênh bồng, ngó quanh đời quạnh hiu, buồn rơi theo năm tháng, chết trên lưng tháng ngày. Tôi như loài cỏ dại, tôi như loài cỏ dại, suốt một đời tranh vanh, suốt một đời buồn tơi. Em có thương thì xin chư thiên ngoan thật lòng, khi gọi đời này là những đam mê, là những chia ly, là những đớn đau lẻ loi, nên vẫn hoài công đi xe cát, biển nhớ mênh mông, tình vẫn hư không, đời đời. Tôi như dòng sông cạn, cuốn quanh đời mệt nhoài, cuốn theo dòng nghiệt ngã, buồn rơi theo năm tháng, uất trên lưng tháng ngày. Tôi mang hồn cỏ dại, ngu ngơ tự
hỏi lòng. Bỗng một ngày thiên thu, bỗng một đời phù du. Tuy vậy, cánh tay cứu rỗi của giai điệu, của âm thanh chưa và có lẽ còn rất lâu mới đủ khả năng loại bỏ con người bi quan, con người đang sống nhờ trong của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và vì thế, ông vẫn còn phải tiếp tục dựa vào âm nhạc để trôi trên lưng ngày tháng của ông. Nhờ đó, từ năm 1995 đến năm 1997, giới yêu nhạc Việt Nam tiếp tục sưu tập những ưu tư, những phiền muộn của người nhạc sĩ sinh ra từ xứ Trầm Hương này qua các sáng tác Vẫn Một Đời Quạnh Hiu, Một Góc Đời Phôi Pha và Bên Kia Đời Quạnh Quẻ. Hình như càng vào tuổi đời thì nỗi bi quan trước cuộc sống của nhạc sĩ Từ Công Phụng còn phong phú. Nó giống như tóc bạc, càng cắt, càng dài ra chăng? Khó có ai không thể không nghĩ về tuổi đời của mình. Ngày tháng trước mặt cứ tiếp tục hao đi, thịt da thầm lặng thay đổi trong từng tí tắc. Nhưng đâu dễ gì nhận ra. Càng ngó lui đời mình, càng ngậm ngùi lo cho những ngày sắp tới. Cái lo, cái sợ, sanh ra cái cô đơn. Nằm nghe Từ Công Phụng tỏ tình qua tiếng hát của chính tác giả và của nhiều ca sĩ tên tuổi khác, chợt thấy thèm xem tận mắt những ca khúc mà họ Từ đã cho in, đã cho phát hành. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không quên tò mò tìm hiểu một chút về tiểu sử của tác giả. Và thưa quý vị, qua tài liệu của nhạc sĩ Trường Kỳ thì chúng ta không tìm thấy năm sinh của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Chỉ biết năm lên 18, Từ Công Phụng đã có ca khúc Đầu Tay và ca khúc Trình Làng đầu tiên rơi đúng vào năm thứ nhất của thập niên 60 với cái tên Bây Giờ Tháng Mấy. Từ đó đến nay thì anh chàng tốt nghiệp cử nhân luật Đại học Luật khoa Sài Gòn đã cho ấn hành 4 tuyển tập nhạc. Tình Khúc Từ Công Phụng năm 1968, Trên Ngọn Tình Sầu năm 1970, Giữ Đời Cho Nhau 1983 và Một Góc Đời Phôi Pha năm 1999. Và thưa quý vị, khởi đi từ Bây Giờ Tháng Mấy, những tình khúc Từ Công Phụng với những đợt sóng biển tiếp nối nhau, vỗ về cõi lòng của những người trẻ thuộc nhiều thế hệ. Chẳng có cuộc tình nào giống cuộc tình nào. Mỗi cuộc tình là một thế giới riêng lẻ. Mỗi ánh mắt là một tín hiệu âm thầm. Mỗi nụ cười là một hân hoan nhớ đời. Mỗi giọt nước mắt là một mất mát khó quên. Tình ca Từ Công Phụng đã len lỏi vào từng thế giới thân thiết đó. Chúng không phải là những tình ca lướt trên da thịt mà đã luồn lách vào từng dòng máu và từng hơi thở của những người yêu nhau. Từ Công Phụng đã cho tình nhân thứ ngôn ngữ đầm thắm, thâm trầm, đầy trí tuệ. Nhưng đối với riêng ông, vẫn một đời cô đơn hiu quạnh. Bởi sự thật chỉ là mặt kia của những đồng tiền nói dối. Bởi tình yêu khuôn mặt hư ảo chói lòa của chia lìa rất thật và thiên đường chiếc bóng của hư vô.
thời gian uốn mở và hồn em dường như cũng mua theo mùa thu tan tạ. Công Phụng tỏ tình, tác giả Luân Hoáng. Giờ văn học nghệ thuật hôm nay xin được tạm ngừng nơi đây. Có giấc mơ nào vườn động lại trong em, có cánh hoa nào vừa tàn vội trong em, có tiếng chim nào vừa hót mừng xuân sang, mà ấm vang như phiến nắng vỡ tan trong hồn em. Trong hồn em vẫn một cõi đời mưa lạnh, khi người qua đây xin một lần nghe thăm. Vườn em xưa vẫn một rất nhỏ nằm im hơi, nghe mùa thu rất nhẹ gọi hồn em vào nhung nhớ.